Chào các bạn rất thân mến. Bông cải muối chua ngọt hay còn gọi là bông súp lơ muối chua ngọt, ăn giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, ngon tuyệt vời. Thì cái món này ăn kèm được với rất nhiều món như món nướng, món kho hay là món chiên, giò thủ, giò luộc. Thì khi mà mình ăn kèm như vậy nó giúp cho đỡ ngán và cũng giảm bớt đi cái chất đạm ở trong cơ thể của mình, tốt cho sức khỏe. Thì đây là hai cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để làm cái món súp lơ chua ngọt. Để làm món này thì các bạn lựa bông súp lơ màu trắng nha. Ở đây thì mình có hai cái bông cải màu trắng và kèm thêm hai củ cà rốt nữa để cho cái màu nó đẹp hơn nè. Thêm vài củ tỏi thì các bạn có thể lựa tỏi ta hoặc là tỏi cô đơn này làm đều được. Thêm vài trái ớt không cay cho đẹp và thơm, một ít ớt hiểm màu xanh này các bạn. Ớt này nó thơm lắm. Công việc đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ đi cắt tỉa cái bông súp lơ này ra. Thì cái công việc này nó cũng quan trọng lắm, mình cắt tỉa làm sao để cho nó đẹp nữa nè. Cà rốt thì các bạn có thể tỉa theo hình dáng tùy thích ha. Thì ở đây mình đã cắt như những cái cánh bông này, một lát nữa mình sẽ xắt ra. Sau khi các bạn cắt tỉa đi những cái cành lá già rồi thì nó sẽ cho ra một cái bông như thế này. Và các bạn dùng cái con dao một con mũi nhọn á. Các bạn cắt ở trong đây nè, cứ cắt ở trên này xuống thì nó sẽ rơi ra những cái cuống cái bông cải này, những cái bông cải nhỏ này. Đừng có vội, mình chẻ ra làm đôi thì nó sẽ bị nát hết bông cải. Mình sẽ dùng một muỗng canh muối để ngâm cà rốt cũng như là bông cải này để cho tẩy rửa những cái bụi bẩn cũng như là chất dơ dính ở trên rau á. Thì cái nước muối này các bạn pha loãng thôi, không cần phải đậm đặc. Nếu mà đậm đặc quá thì nó sẽ phản tác dụng, nó lại ngấm ngược trở lại vào trong rau. Nước thì các bạn cứ cho ngập mặt luôn để cho ngập những cái bông cải cũng như là cà rốt này nè. Thì bông cải với cà rốt ở đây mình cân được là 1,5 kg, tính thành phẩm sau khi mà mình đã cắt tỉa ra như thế này rồi. Và các bạn ngâm cái bông cải này cho mình 15 phút ha, sau 15 phút thì sẽ đem đi rửa sạch lại. Bông cải mình ngâm nước muối nãy giờ đã được 15 phút rồi đó các bạn. Bây giờ thì đem đi rửa sạch lại bằng nước sạch ha. Các bạn rửa như mình rửa rau bình thường vậy đó. Việc thì bây giờ chúng ta sẽ đem cái bông cải này đi trụng nước sôi, và lưu ý các bạn là chỉ trụng qua 10 giây thôi, nếu để lâu quá cái bông cải nó chín nó bị lỗi nó không ngon ha. Tiếp sau đó thì chúng ta lại vớt cải qua cái thau nước lạnh để cho cái cải nó không có bị chín quá đó. Đây, bông cải mình sau khi đã trụng xong rồi nè, bây giờ thì nó còn nước thấm ở trong này nè. Bây giờ các bạn dùng khăn mình thấm cho nó ráo hết nước đi rồi thì đem đi phơi nắng, hoặc là các bạn có máy sấy thì mình sẽ đem đi sấy. Thưa các bạn, trong khi đang chờ làm bông cải khô thì mình sẽ chia sẻ với các bạn đi nấu cái nước giấm đường. Thì với 1,5 kg bông cải và cà rốt, mình sẽ dùng một cái chai giấm gạo như thế này. Thì một chai như thế này nó sẽ là 400 ml. Một chai giấm này thì các bạn sẽ pha thêm 3 chai nước, tức là 400 ml này các bạn.
Thì các bạn lấy 1 lít 2 nước pha vào đây. Như vậy tỷ lệ pha ở đây là 1 giấm 3 nước. Nếu các bạn không có cái đồ đong lít á, thì các bạn cứ dùng 1 chai giấm như thế này thì 3 chai nước. Mình dùng 650g đường cát trắng. Các bạn dùng đường cát trắng nha. Và 1 muỗng canh muối 20g. Nếu các bạn đong bằng muỗng cà phê thì nó là 4 muỗng cà phê. Bạn nước giấm đường của mình nó đã sôi rồi thì lúc này các bạn giảm lửa nhỏ đi nha, và để cho sôi liu riu thêm 5 phút nữa thì chúng ta sẽ tắt bếp. Và bây giờ cái nồi nước giấm đã được rồi ha, mình sẽ tắt bếp đi nè. Và các bạn để cái nước này cho nó nguội hẳn đi thì mình sẽ cho vào trong cái bông cải ha. Thưa các bạn, bông cải mình đã phơi được một ngày nắng nè, nó nhút nhút lại như thế này thôi. Có nghĩa là mình cầm vào mình cảm giác thấy nó khô hết nước và nó hơi nhút nhút như này là được rồi. Đây, miếng cà rốt các bạn thấy nè, nó nhút nhút như này rồi là chúng ta đi muối được rồi đó. Vậy là 1,5 kg bông cải và cà rốt mình đã sắp xếp vào trong keo hết rồi nè các bạn. Bây giờ thì nước giấm nó đã nguội hẳn rồi, mình sẽ cho vào trong keo này ngâm ha. Vậy là xong rồi các bạn ơi. Thì sau một ngày thì chúng ta sẽ đưa ra để thưởng thức. Và các bạn để ở nơi thoáng mát của mình nha. Đây là bông cải muối chua ngọt của mình sau một ngày này các bạn. Lúc này thì cái bông cải nó trong, miếng cà rốt cũng vậy. Nó trong và nhìn nó cũng đã ngấm rồi nè. Lấy ra để thưởng thức các bạn nha. Rất là thơm. Mình có cho vào đây cả tỏi và ớt nữa. Bây giờ thơm lắm rồi các bạn. Ngon quá à. Chua chua ngọt ngọt vừa, nó thanh thanh, có một chút mặn nhẹ thôi. Và cái độ giòn của nó giòn mềm và hơi dai dai, ngon lắm các bạn. Thưa các bạn, cái hũ bông cải của mình muối chua ngọt được một ngày rồi. Bây giờ cái bông nó thấm nè, nó trắng bóc luôn mà nó trong veo nè. Nó ngấm cái gia vị vào trong này rồi á, chua chua ngọt ngọt. Đây này, có thêm cả tỏi ớt nữa nè. Tỏi thì thơm và ớt thì ăn giòn giòn cũng rất là thơm. Cái ớt này không có cay đâu, các bạn có thể cho ớt hiểm vào hoặc là cái ớt sim xanh này cũng vậy nè. Mới có một ngày thì ớt nó chưa có ngấu lắm đâu, nó chưa có ngấm cái gia vị cho nên là cái màu nó còn tươi xanh nè. Nhưng mà cà rốt với lại bông cải là đã ngấm chua ngọt đậm đà, ăn rất là giòn và ngon. Bông cải trắng muối chua ngọt này á, thì mình ăn thấy nó gần giống như củ kiệu đó các bạn. Cái vị chua ngọt đậm đà rất là giống cái củ kiệu. Nhưng mà ăn thì nó nhẹ nhàng thanh thoát hơn và nó mát hơn. Củ kiệu thì nó có cái hương vị cũng đặc biệt riêng của củ kiệu. Các bạn có thể muối một hũ bông cải trắng nè, rồi một hũ củ kiệu để mà tiếp khách trong những ngày Tết. Thì thật là tuyệt vời, chúc cho các bạn làm ngon và thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chúc cho các bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip mới nhất của kênh Món Ngon Mẹ Nấu. Củ bông cải của mình đây mới có ngày thôi thì ăn nó cũng đã đậm đà, nó thấm rất là ngon rồi. Nhưng mà các bạn cứ để ở bên ngoài 2 ngày đi, rồi sau đó mình để bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh á. Ăn dần, ăn đến khi nào hết thì thôi, các bạn không có lo hư đâu.
có thể để được vài tháng luôn á, 3-4 tháng không có sao, chỉ sợ làm chật tủ lạnh nhà các bạn thôi.